Tôi hỏi anh Sơ Vin nhìn phong cách thế. Chơi đâu ấy? Chơi đâu ấy? Có một chú thỏ chạy tung tăng. Đấy, chạy tung tăng như là có một nhìn thấy một chú sói đang chích ma túy mà sói ơi. Sói ơi đừng chích ma túy, chạy tung tăng hiệu ứng. Sói nghe thấy yêu đời là chạy theo. Thế là tiếp theo là cả sói cả thỏ đấy. Nhìn thấy một bác gấu đang chích ma túy. Thế là cả sói cả thỏ là bảo là gấu ơi đừng chích ma túy, chạy tung tăng. Mày nghe chứ mày, đừng có nghe thằng thỏ. Thằng thỏ vừa sai chúng mày. Thằng chạy như thế này. Thế là gấu tận suốt tiếng đồng hồ cũng được.
tao bảo cho mày ăn đi sao? Mày làm chó này, tao nhất quyết tao không ăn đấy. Mày ăn câu, tao nhất quyết tao không ăn đấy. Mày bắn chết tao đâu không ăn. Thế lò à? Thằng này, thằng tên, đéo có đạn. Anh câu ấy, chó, sao con chó á? Có để em ăn. Rồi, mời các bạn đến tiếp đi. Các bạn tiếp. Không. Đi tao không? Không. Không đó đâu. Vì đứng lớp này, nhiều chuyện lắm à. Chúng là MC của lớp nên là phải gương mẫu đầu tàu thôi. Chuyện này là phải lo, nó mới học lớp 1. Cả lớp phải nghe chuyện tình của bạn là theo tao như thế này. Ôi, cái này là biết làm văn rồi. Thế mục đêm một dài. Thế là làm văn lại tả cô giáo. Thằng này nó mới làm văn biết mỗi câu là cô ơi, em thích cô lắm, em yêu cô lắm. Anh cậu là sau khi lộ bài xong, hôm sau thì cô giáo mới trả bài, mới phê lại cái bài thằng này là. Nhưng mà cô cũng thích trẻ con. Thế là lúc sau cuối giờ thằng này nó mới